Lần đầu tiên con thấy mẹ căng thẳng như vậy. Chỉ vì một người bạn. Nó làm nghề gì vậy? Hả? Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì? Mình nghĩ con nên biết điều này. Anh bạn khá thân của con là giám đốc sản xuất và là cổ đông của phía bên BNT. Người này không có đáng tin cậy con à. Vì chuyện này mà mẹ gọi con về nhà. Thực ra thì con đã biết chuyện này từ lâu rồi. Mẹ, nhưng mẹ cũng đừng nên có thành kiến như vậy. Vì BNT có người xấu, nhưng mà cũng có người tốt. Con có giờ con nghĩ chúng ta bị mua hụt mấy cái đồ chè của nhà hàng Vinh không? Còn cái vụ bao bì sản phẩm chúng ta bị người ta nhái. Mẹ à, anh Kim không bao giờ làm những việc như vậy đâu. Con hiểu anh rất rõ. Không làm à? Không làm thì nó cũng phải nói với con chứ, khi nó biết cái chuyện này chứ. Con nghĩ đối với anh Kim, công việc và tình cảm là hai chuyện rất tách bạch. Và anh sẽ không để việc này ảnh hưởng đến việc khác. Câu này mà con cũng nói được hả Giang? Con bị nó làm mờ mắt con rồi. Mẹ à, con hiểu anh Kim rất rõ. Anh không phải là người như mẹ nghĩ đâu. Con còn trẻ người non dạ lắm, chưa hiểu hết sự đời đâu. Vẻ bề ngoài không nói lên điều gì cả. Nó đang lợi dụng con đó con à. Sao mẹ hiểu ảnh bằng con được? Vả lại, con cũng không làm việc ở công ty, thì ảnh lợi dụng được gì từ con chứ? Đúng là mẹ chưa hiểu, nhưng thằng đó nó không phải là người đơn giản. Con còn trẻ, con cả tin, con ngây thơ. Mẹ à, mẹ đừng đánh giá thấp con như vậy chứ. Hà Giang, Con biết con đang làm gì. Những chuyện riêng tư của con, mẹ cứ để tụi con quyết. Hà Giang, alo bố ạ, con đây. Bố ơi, con vừa gửi cho bố mấy hình ảnh về quán trà đấy. Dạ, đấy là quán trà của Hà Giang bố ạ, con rất thích. Bố xem thế nào, nếu được thì chắc con tiến hành luôn bố nhá. Con chào bố. Uống nước đi em. Chị,
Em không biết gì nhiều về việc buôn bán, nhưng lúc này bố mẹ đang gặp rất nhiều khó khăn và đang cần sự giúp đỡ của chị. Chị có thể quay về nhà giúp bố mẹ được không? Tuyết này, em cũng thấy đấy, quán chị vừa mới mở, bao nhiêu thứ chị cần phải lo. Vả lại chị nghĩ công việc công ty á, bố mẹ tự giải quyết được mà không cần đến chị đâu. Chị cũng biết là không phải như vậy mà. Thật sự là bố mẹ đang rất cần chị. Không biết nói sao cho em hiểu, nhưng mà nếu chị có quay về công ty thì chị cũng chẳng giúp được gì nhiều cho bố mẹ đâu. Vả lại, bố cũng đâu có bao giờ tin chị. Mà nè, nếu như em muốn báo hiếu và em thực sự thương bố mẹ, thì tại sao em không hoàn tục đi, quay về giúp bố mẹ? Đây cũng là một phần trách nhiệm của em mà. Em đâu thể nào bắt chị làm một cái điều mà đáng lý thì em cũng phải làm chứ. Thưa chị, thầy em có dạy rằng giữ tâm ý trong sạch, thứ nhất là không được nghĩ đến điều xấu xa, thứ hai là không được để tâm tán loạn. Vì nếu để tâm tán loạn thì mình sẽ không tập trung được, và khi sự việc xảy đến mình sẽ không đủ bình tĩnh và sẽ có thể có những lời nói và hành động không hợp lý. Chị à, điều mà bố mẹ thật sự mong mỏi từ chị bây giờ chính là sự có mặt của chị ở gia đình và ở công ty, chứ không phải là sự giúp đỡ của chị. Điều bố mẹ muốn chính là cái tâm của chị hướng về gia đình. Em biết là chị đang muốn chứng tỏ bản thân mình. Nhưng chứng tỏ bản thân nhằm mục đích gì chứ? Khi cái tham sân si trong người quá lớn, thì lúc đó nó sẽ phá hủy đi sự yên bình trong tâm hồn con người chị. Đức Phật có dạy rằng nhất thiết duy tâm tạo, có nghĩa là mọi sự, mọi vật đều do tâm mà ra. Công đức cũng do tâm tạo ra, mà nghiệp chướng cũng bởi tại tâm. Nếu như tâm không bình tĩnh trước mọi chuyện thì nhất niệm sân tâm khởi, bách dạng chứa môn khai. Khi tâm tức giận mà không biết kiềm chế và không biết khắc phục, thì những khó khăn, chướng ngại, khổ đau sẽ tiếp nối theo đó mà đến. Chị à, em rất cảm ơn chị đã lắng nghe những lời em nói. Em mong rằng chị sẽ luôn vững tâm. A Di Đà Phật.
cậu Hoàng à. Như vậy là cậu đi qua bển cậu ở luôn rồi. Cậu có về nữa không cậu? Tôi còn gặp cậu nữa không vậy cậu? Du à, tại sao Du khóc chứ hả? Cậu đi tôi buồn lắm. Du, đâu có phải sinh ly tử biệt đâu mà Du khóc. Con chỉ qua bên đó ở với ba mẹ thôi mà. Du nín đi. Tôi biết là như vậy. Cậu qua bệnh, cậu ở với ông bà. Nhưng mà tôi đã nuôi cậu từ bé tới bây giờ. Mến tay mến chân coi cậu như con vậy đó. Bây giờ cậu đi xa tôi buồn, tôi nhớ lắm. Cảm Du suốt thời gian vừa qua. Du đã bên cạnh con, chăm sóc con, nuôi lớn con lên người. Bây giờ ngẫm lại, chỉ có mình Du là bạn, người bạn thân của con, người bạn duy nhất suốt bao nhiêu năm. Như vậy là cậu đi chừng nào cậu về nữa hả cậu? Nín đi Du khóc thì làm sao mà xinh đẹp được. Du nín đi. Cậu đi về đẹp thì nó giữ gìn sức khỏe nha. Khi nào rảnh cậu đi khỏi về cho tôi mừng nha cậu. Nha cậu. Con sẽ nhớ một người lắm. Thôi Du vô chuẩn bị đồ đi. Tới giờ con phải đi rồi. Cầm lấy số tiền này. Mẹ, con không thể đâu. Con tâm sự với mẹ để mẹ hiểu công việc của con, chứ con không hề có ý. Con mà không cầm của mẹ buồn lắm. Chừng này có là bao. Mẹ, việc công ty bố mẹ đang còn gặp nhiều khó khăn. Chuyện công ty là một vấn đề khác. Chuyện này là một vấn đề con. Con nhận nha. A Di Đà Phật. Alo, Thiện Tâm xin nghe. Thiền Tâm, Thiền Tâm, ngài đi nghỉ đang Thiền Tâm lên trên đi. Mấy bữa nay tôi về thăm nhà, hôm nay tôi rảnh, tôi chạy lên tôi học thêm. Được Thiền Tâm đã gặp người nhà của Thiền Tâm chưa?
người nhà. Ai ta? Tôi đâu có hẹn với ai đâu. Khi hôi còn người nha, còn Thiên Tâm mở tờ tin Thiên Tâm á. Vậy à? Thiên Tâm, Thiên Tâm, ra ngay đi Thiên Tâm ăn mặc lao rửa. Cái này hả? Ừ. Tại hôm nay trời nắng quá. Thấy đẹp không? Nhưng vẫn hợp với Thiên Tâm mà. Kệ tôi. Thiên Tâm, ra Thiên Tâm ăn ngồi với túi la rửa. Thiên Tâm. A Di Đà Phật. Sao con ăn mặc như vậy? Còn tóc tai nữa. Con có biết con là ai và con đang ở đâu không? Dạ con là Sang. Con là Thiện Tâm. Dạ sư thầy. Có chuyện gì? Dạ con có chuyện muộn thưa. Thiện Tâm. Thiện Tâm. Thiện Tâm. Thầy ơi, Thiện Tâm thay đổi nữa thầy à. A Di Đà Phật. Có phải con là Thiện Tâm không? Dạ. Rồi còn người kia là chào thầy, tôi có thể giúp gì được cho thầy? Chị làm ơn check giùm tôi số tiền trong tài khoản của tôi nhé. Xin thầy cho số tài khoản và tên đủ. À, tôi đã làm mất thẻ rồi, nhưng mà tôi có chứng minh nhân dân. Dạ, thẻ chép chứng minh. Tên của tôi là Nguyễn Sang Tuyết. Dạ. Nguyễn Sang Tuyết, tài khoản 42117000080, số dư là 450 triệu. A Di Đà Phật. Tại sao con không nói? Một bí mật cả gia đình đều biết, chỉ một mình con là không biết. Đứa chết. Bác đến tìm cháu có việc gì không? Bác là mẹ của Kiên. Cháu mời bác. Thank you.
cháu là bạn gái của Kim. Chắc nó không bao giờ nhắc cái bác trước mặt cháu đúng không? Chuyện này cũng từ lâu lắm rồi. Thật ra thì không ai muốn hết, nhưng nó đã xảy ra. Giờ đây bác không thể nói cho cháu rõ được đâu. Đó là một câu chuyện rất buồn của gia đình bác. Bác có lỗi với nó nhiều lắm. Trong lúc ba nó bệnh nặng và bác, cháu giúp bác được không? Cháu hãy khuyên nó tới gặp bác dù chỉ một lần. Bác cần phải nói để cho nó hiểu. Bác cần được nó lắng nghe, được không cháu? Cháu, bác xin cháu. Bác đã tìm mọi cách để gặp nó, nhưng không chỉ dù chỉ là một cái nhìn. Đã 20 năm trôi qua, không ngày nào là bác không mong được nhìn thấy nó. Cháu ơi, bác xin cháu đó. Bác đừng quá lo lắng, cháu sẽ nói lại với anh ấy. Được như vậy thì tốt quá rồi. Bác cảm ơn cháu nhiều lắm. Bác cảm ơn cháu rất nhiều. Thôi, bây giờ bác phải đi. Khi nào có thời gian rảnh, cháu mời bác cứ đến đi chơi. Không, bác không phiền cháu nữa đâu. Bác về. Chị đứng không nghe đi. Tại sao Bảo Hoàng đột ngột vậy hả? Cô Hoàng đi qua Pháp để đoàn tụ gia đình. Tôi không nghe cô Hoàng nói sao? Tôi quay có nói chuyện nào trở lại không? Không, tôi không nghe nói gì hết. Cô Phi à, cậu với cậu Hoàng là bạn thân với nhau. Cậu không nghe cậu Hoàng nói chừng nào về sao? Tôi nuôi cậu Hoàng từ lúc còn nhỏ tới bây giờ. Ba má cậu Hoàng giao cho tôi từ miếng ăn giấc ngủ, tôi lo tới bây lớn như vậy. Thôi gì đừng buồn nữa. Chắc vậy bữa nó bỏ Hoàng về mà. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Sao lại ngồi đây một mình? Anh có chuyện buồn nè. Anh kia nè, người phụ nữ em gặp ở nhà anh hôm bữa là ai vậy?
và ta là mẹ của anh. Hôm nay mẹ anh có đến đây gặp em. Bà tới làm gì? Em nghĩ là em nên gặp mẹ anh. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hai người cũng nên nói thẳng với nhau. Bà đã nói gì với em? Mẹ anh không nói gì nhiều cả. Em và bố em cũng thường hay gây nhau, nhưng ít ra như vậy cũng có thể nói hết được những gì nghĩ trong lòng. Anh không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Anh đừng nên như vậy. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Anh vẫn thường nói với em như vậy anh mà. Anh đã nói là không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Em nghĩ anh nên đối diện thẳng với sự thật. Chẳng lẽ gặp mẹ anh lại khó như vậy hay sao? Thôi đi, em biết cái gì mà nói chứ. Anh xin lỗi. Anh là muốn bà biến mất. Biến mất khỏi cuộc đời của anh. Bà còn quay lại đây là cái gì? Có cái gì đâu mà bảo phải quay lại chứ. Bà là người đã bỏ anh để đi theo một người đàn ông. Giàu có. Anh sẽ giàu có cho bà coi. Ba anh không biết cái gì. Ba chỉ muốn được. Ba đã chỉ dẫn cho anh về trường. Vậy bây giờ ba ở đâu? Ba anh có thể ở đây khi mà ba bỏ đi chứ. Xin lỗi. Em xin lỗi vì đã chạm vào nỗi đau của anh. Kỳ lạ thiệt. Sao hôm nay giấc ngủ không tự chủ lại không đến vậy ta? Nếu giữ bí mật không cho Hà Giang biết, hay là làm hại cổ, hay là nói cho cổ biết mà không được. Nếu nói rồi cổ đau khổ hơn thì sao? Trời ơi, sao bây giờ đây? Em này. Dạ. Khách đã uống xong thì dọn gọn gàng vào.
Dạ em nhận liền chị. Này, rồi em chuẩn bị trả lại cho bạn số 7 đó chị. Ngủ nó mới sướng. Em chị cho chị. Chào em. Anh Trung này, anh vào thu dọn mọi thứ gọn gàng giúp tôi đi với việc. Alo. Alo, anh đang ở đâu vậy? Tại sao em gọi anh hoài mà không được? Anh bỏ quên máy. Mới mở ra mới thấy số của em rồi. Anh đang làm gì vậy? Em gọi cho anh có gì không? Cũng không có gì quan trọng lắm. Anh đang đi tiếp khách. Muộn thế mà vẫn phải tiếp khách hả anh? Bộ khách VIP à? Đây là đối tác của anh. Cũng gần như biết.
trên đời này không có tình cảm nào là vĩnh cửu. Phải chăng chỉ tồn tại lại những giây phút vĩnh cửu của tình yêu? Cháu đã đặt hết niềm tin vào người ta, để rồi bây giờ cháu hối hận. Sao cuộc đời của cháu chỉ toàn những trắc trở? Con người ai cũng phải trải qua mọi cung bậc của cuộc sống. Hãy vững tin lên cháu à. Chắc số phận của cháu đã như thế này rồi, và cháu sẽ phải chịu đựng những điều này mãi thôi. Mọi thứ đắng chát rồi sẽ trôi qua, dư vị ngọt ngào thì còn tồn động lại mãi. Ông chưa thấy có thứ nước uống nào có thể thay thế được trà đó cháu à. Hình như những gì mà cháu đang nói với ông á, ông chẳng hề để tâm. Lắng nghe người khác nói là những gì nên làm. Cháu nên tập lắng nghe, cháu sẽ thấy được vị ngọt của trà. Thôi, vô đây uống trà với ông ha. Được rồi, cô cứ làm việc của cô đi. Dẫn con dẫn anh nha. Anh xin lỗi, anh không muốn nhắc tới chuyện gia đình của anh. Bố nghĩ em nhỏ nhen vậy sao? Em còn bao nhiêu việc phải lo cho quán, chứ em đâu có rảnh rỗi như ai đó mà có thời gian đi chơi. Em muốn ăn gì không? Anh đi mua nha. Không khỏi, cảm ơn. Cái đó anh để dành cho khách VIP của anh đi. Khách hàng của anh mà em, anh cũng đâu có vui vẻ gì đâu khi phải tiếp với họ. Anh đi về đi. Sẽ cư xử lạ gì? Anh cũng nhìn thấy thái độ của em hay sao? Còn anh, có bao giờ anh tự hỏi anh câu đó hay chưa? Thì có gì em cứ nói thẳng với anh đi. Anh là người trong cuộc, anh biết anh đã làm gì và anh sẽ tiếp tục như thế nào. Em có nói cũng bằng thường. Coi em cư xử như vậy không giống em chút nào. Em là vậy đó. Nếu như anh chịu không nổi thì anh đi tìm gặp khách VIP của anh đi. Sao cháu muốn chết không ông bà ơi?
cái đó thì dễ, chứ sống thì lại quá khó. Cho thấy mình chẳng còn sinh khí để làm gì cả, mọi thứ đã sụp đổ hết rồi. Gia đình, bạn bè, tình yêu. Cháu tập thiền đi, ngồi thiền để làm quen với cái tâm. Muốn bình an đối với mọi sự tồi tệ đến với mình thì trước tiên tâm phải tỉnh, sau đó cháu sẽ thấy nhẹ nhõm. Vậy ông dạy cháu nhé. Ông để cháu. Nếp sống của các vị thiền sư liên quan đến trà. Khi lắng nghe tiếng nước róc rách trong ấm, họ thanh tịnh nhĩ căn. Khi nhấm nháp từng ngụm trà nhỏ trong chén trà thơm tho, họ thanh tịnh khẩu vị và thiệt căng.